con bầu kia, tao đã không cho mày gọi đầu rồi, tao khi mày đi về mà mày vẫn lì, mày ngồi đó mày gọi đầu hả? Tao đi làm ngày làm đêm cực khổ, kiếm từng đồng từng cắt hả, tối á thì phải ăn cơm nguội, sáng không dám uống cà phê, còn mày á thì lại tiêu xài phung phí như vậy hả? Trời ơi, suốt ngày mày chỉ biết gọi đầu, gọi cái đầu mày chứ gọi. À, chỉ là gội đầu thôi mà, sao mà anh ích kỷ với vợ mình như vậy? À, với lại vợ anh đang mang bầu đó. Tôi nói cho cô nghe nha, không tính toán thì nghèo đến mạt kiếp luôn. Gọi một lần á mấy chục ngàn, một tuần cho ba lần đi, rồi hả, rồi cả tháng thì chịu không hết á, có đáng không? Anh, hôm nay cho em bị gội đầu ở tiệm nha. Em bị sao vậy? Từ lúc á mà em mang bầu tới tháng cuối á, em bắt đầu ổng mẹo, đổi này đổi kia. Bây giờ đến gội đầu cũng phải vô tiệm nữa. Bình thường ở nhà gọn được hả? Thì bây giờ em có bầu bụng to rồi, em đâu có gặp người để gội đầu được đâu. Em, ở đây gội đầu nhiêu tiền vậy? Dạ, gội đầu ở đây là 80k nha anh. 80.000? Có gội đầu đâu mắc như vậy? Thôi không gọi hết, đi về. Bà đã khóc nữa hả? Bộ tao nói sai vậy sao mà mày khóc? Mày á, mở miệng như lúc nào cũng than hết tiền mà lại phung phí vào những cái việc không đâu á. Tóc tao đi đẻ rồi mà, màu mẹ vậy làm gì? Anh có biết từ lúc mang thai tới giờ em khó khăn trong chuyện ngồi đầu lắm không? Em gặp người không được, em ngồi tóc cũng không được, chuyện đi lại tắm rửa rất là khó khăn đối với em. Anh có bao giờ đặt về vị trí của em để hiểu không? Hay là lúc nào cũng chỉ chửi bớt hay là mắng em thôi? Nhưng mà như vậy á thì tốn kém lắm. À, anh ơi, em nghĩ là không có tốn kém gì đâu. Bởi vì mỗi lần chị nhà gội như vậy chỉ tốn có 5-6 ngàn thôi. Cái gì? Gội đầu ở tiệm gì mà một lần chỉ tốn 5-6 ngàn thôi hả? À, dạ, thực ra thì em cũng hiểu là em cũng từng có con, cho nên là việc mang bầu gội đầu khó khăn lắm chị. Thực ra chị cũng có tìm hiểu bên mình rồi. Bên mình đang có gói cắt không giới hạn tặng gội và tạo kiểu phải không em? Dạ đúng rồi, combo cắt gội tạo kiểu trong 365 ngày không giới hạn, chị đến bao nhiêu lần cũng được. Thì dị chi một lần như vậy mình chỉ tốn có 5-6k thôi chị. Vậy thì cho chị gói đó nha. Dạ, em mời chị ra. Anh tiếc mấy đồng bạc lẻ với vợ anh làm gì? Lỡ mà vợ anh có mệnh hệ gì thì lúc đó anh làm bao nhiêu cho đủ hả? Vợ ơi, anh xin lỗi em nha. Thôi anh đừng có nói nữa. Thôi mà, anh thật lòng xin lỗi em á. Em đã nói là anh đừng có nói nữa mà. Ê, không có nạt anh nha. Nhưng mà thôi, anh sai, anh xin lỗi em. Em chịu hết nổi rồi. Cái gì? Là sao? Ý của em là muốn ly. Ly cái gì mà ly, dắt em đi đẻ, em đau bụng quá nè. Cái gì? Đẻ hả? Đi đẻ. Anh ơi, vợ anh đẻ. Đi đẻ.